Giới thiệu với anh em, đây là dòng chó Basset Hound, dòng chó có nguồn gốc đến từ Anh và dòng chó này được mệnh danh là dòng chó săn vịt anh em ha. Về dòng chó này thì anh em cũng có thể dễ nhận dạng được, đó chính là cái tai của các bé khá là to và dài đó. Đây, như anh em cũng có thể nhìn thấy nè, cái tai của các bé này to và dài đúng không ạ? Ngoài ra cái dòng chó này luôn luôn có một cái màu lông đặc trưng, đó chính là màu nâu đen. Cái khuôn mặt của các bé hơi dài và thoi xuống và cái mỏ các bé là hơi dày dày anh em nhé. Nhìn tổng thể qua thì dòng chó này anh em cũng có thể thấy được là cái chân của các bé khá là lùn. Về tính cách và đặc điểm của dòng chó Basset Hound này thì các bé là cực kỳ ngoan, thông minh và thân thiện, khá là gần gũi với chủ nhân. Và đặc biệt đó là các bé là vô cùng là thích thú khi được chơi với những cái loài động vật khác, cho nên là các bé sẽ không bao giờ ăn hiếp những loài động vật khác anh em ạ. Về cái dòng chó Basset Hound này thì đối với các bé đực sẽ có cân nặng là từ 25 cho tới 35 kg, mà đối với các bé cái sẽ có cân nặng là từ 20 cho tới 25 kg. Tuổi thọ sống của dòng chó Basset Hound này sẽ rơi vào là từ 10 cho tới 12 năm và cái độ tuổi sinh sản của các bé là sẽ từ là 1 năm cho tới 9 năm tuổi, và mỗi lần sinh các bé sẽ đẻ từ 4 cho tới 8 bé trên một lần sinh. Về cái thức ăn của dòng chó Basset Hound này thì các bé là đến từ Anh cho nên là các bé cực kỳ thích ăn bánh mì, bánh ngọt và trái cây. Ngoài ra anh em cũng có thể là cho các bé là ăn cơm, rồi ăn pate, ăn thịt bò, thịt gà, gan, ức gà. Về cách thức vệ sinh và chăm sóc của dòng chó Basset Hound này thì anh em cũng có thể là một tháng các anh em tắm cho các bé một lần, và đối với cái đôi tai của các bé thì 2 tuần thì anh em nên vệ sinh là một lần anh em nhé. Bởi vì tai của các bé là khá là to và đây là một trong những cái nơi để cho ký sinh trùng ẩn nấp. Đấy, thì ngoài ra thì đây là dòng chó khá là nhiều năng lượng, cho nên anh em cũng có thể là dẫn các bé đi ra ngoài công viên để cho các bé chạy nhảy. Dòng chó Basset Hound này thì cực kỳ phù hợp cho những anh chị em nào đang ở trong chung cư và muốn nuôi một bé cún, thì đây chính là một sự lựa chọn của những anh chị ha.